Thực ra thì bây giờ giàu nhưng mà chẳng là giàu, nhưng mà mình nói chung là nhiều khi mình đi đường mình ngồi cái mình ngồi mình lái cái ô tô của mình chính đôi tay mình mua ấy, thì nhiều khi mình đi về những cái con đường. Có hôm mà tôi đi về đâu nhỉ, tôi đi lên lên cái đoạn Hồ Linh Đàm, tôi từng đi, có nghĩa là kỷ niệm của về thôi ấy. Tự dưng có một cái kỷ niệm tự dưng chợt thoáng qua ấy, là ngày xưa tôi đi con Dream, tôi đi ship hàng ở trên con tôi đi ship hàng ở trên Hồ Linh Đàm ấy, thì lúc ấy trời nắng cũng phải phải 34, 35 hay là ba mấy độ ấy, nóng. Thế là bắt đầu tôi mới ngồi ở đấy, ship hàng ship xong rồi tôi ra quán nước ở ngay Hồ Linh Đàm, tôi ngồi tôi gọi cốc nước mì đó tôi uống, một tôi cầm một điếu thuốc tôi hút, tôi nghĩ về đời. Và cuộc đời mình bây giờ cứ như thế này thì không biết đi về đâu, như thế này cứ ship thế này thế đó. Thế đúng một cái nó gần gần 10 năm trôi qua rồi, thì mình đi ô tô chính cái đôi bàn tay của mình không ăn không ăn đồng của ai, hay là mình không lừa người, hay là mình cũng không phạm tội gì cả, chính đôi bàn tay trắng của mình làm nên. Mà mình đi qua cái đấy mình tự kỷ niệm, mình ùa về, mình nghĩ thật nhá, mình học lớp 8 mình nghỉ, tôi học lớp 8 tôi nghỉ rồi, tôi không nghĩ là tôi có ngày hôm nay, tôi không nghĩ bao giờ tôi có ngày này. Có nghĩa là ngày xưa không bao giờ tôi nghĩ là đầu tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi có một con SH để đi. Thế mà bây giờ tự dưng mình chả biết đức năng thắng số, hay là mình cố gắng, hay là do mình may mắn, hay là như thế nào cả, tự dưng bây giờ có cả xe đi. Nhiều khi nghĩ lại ngạc nhiên lắm, nhiều khi nghĩ lại nó thấy nó ngạc nhiên nó ấy. Đúng là đời 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 không 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 cuộc đời không ai biết trước được cái điều gì à. Có thể là bây giờ những ông bây giờ đang hỏi tôi là anh Long ơi, bây giờ em đang lợn lần như này đây, có mấy ông vừa hỏi, cũng có thể có mấy ông mà inbox tôi hỏi, xin mặt mình có vẻ là về cái chuyên khoa trả lời mấy cái đấy đâu. Đi bây giờ có ông bảo là anh Long ơi, bây giờ em đang lợn lần, bây giờ em là sinh viên em không có tiền, hay là em đang đi làm này, cuộc đời em như thế này, em đang khó khăn hay là như thế nào. Em ơi cuộc đời em cứ sống, em cứ sống thật và em không lừa đảo, cái tâm của em cứ là cái tâm của em hướng thiện lên, em cứ làm nhiều việc thiện rồi em làm việc tốt là ok. Xong rồi dần dần nó cung cầu, nói chung là sông có lúc người có khúc, mà cung cầu người ta đến sẽ thay đổi. Ví dụ bây giờ nhá, ông bây giờ ông đang kêu như thế nhá, nhưng mà 10 năm sau tự dưng ông lại có ô tô có nhà các thứ ông đi đúng không, thì bây giờ có thể ông nghĩ lại ngày xưa xem livestream ông Long ông nói thì đúng thật. Thế bây giờ 10 năm sau ông có ô tô xe đi cũng ngọt ngào, ông sướng như thế đúng không? Thế bây giờ tôi bây giờ 10 năm sau nữa, bây giờ tôi lại không, 10 năm sau bây, chẳng may tôi chả có gì, bây giờ ông vô tình ông gặp tôi đã đội quả mũ cối đóng quả thương binh. Tôi đóng quả thương binh chở hàng đứng ngay đầu 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 kia, xong khi xuống thoại điện thoại nhận chở hàng thương binh, nhìn thấy đội ông Lọng như không đội quả mũ cối em mặc bộ lái xe ba gác đúng không. Cuộc đời thì không ai biết trước được điều gì đâu em ạ, thế cho nên là mình cứ em cứ sống thật cho anh là ok. Rồi chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhé. Bye bye mọi người. Thật đầu này. Bye bye mọi người nhé.